Xuất hiện trong dự án phim cổ trang Vĩnh Dạ Tinh Hà với vai diễn nam chính Mộ Từ Kỳ, Đinh Vũ Hề đang là cái tên hot nhất ở bên xứ Trung thời điểm hiện tại vì khả năng diễn xuất cực đỉnh của mình. Nam diễn viên nhận về cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng, thậm chí leo thẳng lên vị trí số 1 hot search với những cảnh quay đẹp mắt, đặc biệt là nét diễn bằng mắt rất cuốn hút. Những phân cảnh võ thuật của nam diễn viên cũng được nhận xét là dứt khoát và mạnh mẽ, đem đến cho khán giả những thước phim không thể rời mắt. Fan hâm mộ bình luận rằng Đinh Vũ Hề diễn mắt siêu tinh, biết cách diễn tả cảm xúc thay đổi từ từ qua ánh mắt, đây là điều mà rất ít diễn viên có thể làm được. Đinh Vũ Hề đã thổi hồn vào nhân vật Mộ Từ Kỳ một cách rất hoàn hảo. Sau sự thành công của bộ phim cổ trang Trường Lạc Khúc thì diễn xuất của Đinh Vũ Hề đã được cải thiện rất nhiều. Đến với Vĩnh Dạ Tinh Hà thì anh giống như một diễn viên cạo cội với nhiều bứt phá mới. Hy vọng rằng Đinh Vũ Hề sẽ giữ vững phong độ này đến cuối tác phẩm để khẳng định được năng lực và tài hoa xuất chúng của mình. Ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.